Vâng, xe đạp thể thao vip.com xin chào ạ. Xin chào anh Minh ở Quảng Ninh và anh Hùng ở Quảng Ngãi. Vâng, hai anh đã tìm mua xe trên mạng internet và khi truy cập trang web xe đạp thể thao vip.com, shop đưa đầy đủ thông tin chi tiết về sản phẩm nên khi hai anh đã xem đầy đủ thông tin thì hai anh đã đặt hàng luôn trên trang web xe đạp thể thao vip.com và không cần gọi điện thêm cho shop để tư vấn thêm gì nữa. Vâng, và khi shop nhận được đơn hàng của hai anh thì shop gọi điện và hai anh đã ok luôn. Và hôm nay shop chuẩn bị hàng và gửi cho anh luôn. Vâng, anh Minh ở Quảng Ninh thì đã chọn mua chiếc xe đạp Sava, một thương hiệu xe đạp của Đức nổi tiếng thế giới, không những ở thị trường châu Âu, Anh, Pháp, Mỹ, Italia, ở thị trường châu Á thì ở Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indo thì thương hiệu xe đạp Sava này đã rất nổi tiếng và rất là sôi động. Và đây là chiếc xe đạp Sava Ki 480 bánh 27,5, rất là đẹp luôn ạ. Và đây là hộp đồ gửi kèm theo xe. Và đây là xe, một chiếc xe đạp khung nhôm. Đó, xe rất là đẹp chắc chắn. Và xe Ki 480 model Ki 480 full nhôm bà nhá. Đấy, đây khung nhôm đây. Khung rất là chắc chắn và đẹp luôn. Phuộc dầu. Đó, phuộc dầu. Chiếc xe này được sử dụng rúp Shimano DOR. Vâng, cùi đề DOR XT bạn nhá. 10 lít và 3 đĩa, sử dụng trục rỗng của Rogel XT. Vâng, bộ trục rỗng này thì rất là đẳng cấp. Đó, một chiếc xe rất là đẳng cấp, nhưng mà nhập khẩu những chiếc nhưng mà giá lại rất là Việt Nam, giá rất là mềm luôn. Thứ hai là chiếc xe của anh Hùng ở Quảng Ngãi. Vâng, chiếc xe đạp Sava Super 33 và một chiếc xe đạp đua khung nhôm của hãng xe đạp Lai. Chiếc xe này thì shop bán rất là nhiều. Vâng, nhiều bạn cũng mua rất là nhiều. Như bạn theo dõi kênh thì shop thường xuyên đăng những video giao hàng cho các khách hàng trên toàn quốc. Đó, xe nhập về tới Việt Nam thì nguyên thùng nguyên chiếc. Đó, nghiêm phong như này, shop thì bán rất là nhiều luôn chiếc xe đạp này, bởi xe quá là đẹp, quá là chất luôn bạn nhá. Đó, một chiếc xe đạp khung nhôm giá rất là phải chăng. Đến với shop, bạn sẽ mua được chiếc xe đạp như ý. Đây, một chiếc xe đạp đua sử dụng rúp Shimano. Chiếc xe đạp này gọi là full nhôm luôn, đủ đĩa nhôm luôn đây bạn nhá. Đây, cái ren ốc nhôm này sáng quắc này. Đấy, vành nhôm hai lớp, vành chém gió, vành này cực cứng luôn. Đi chạy đường gồ ghề cũng ok, không vấn đề gì hết. Bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp này, hai chiếc xe đạp này, vui lòng truy cập trang web xe đạp thể thao vip.com. Một địa chỉ mua xe đạp online cực kỳ uy tín luôn bạn nhé. Và chắc chắn bạn sẽ chọn được một chiếc xe đạp như ý và đặt hàng trực tiếp trên web cũng được. Và bạn còn câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ ngay với shop qua số điện thoại 0983315936 hoặc để lại comment bên dưới video này. Shop nhận được thông tin của bạn sẽ phản hồi lại cho bạn được luôn. Vâng, một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video. Bạn đừng quên đăng ký kênh. Shop luôn đưa những video, những sản phẩm chất lượng nhập khẩu nguyên chiếc về để phục vụ bạn. Không những mua cho mình, giới thiệu cho người quen, người thân, bạn bè mình mua hoặc tặng. Vâng, một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.